Tối 20 tháng 5, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xác nhận người dân và lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể 4 em học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm. Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực kênh sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để tắm. Sau đó, một học sinh nam chạy đi tìm người cầu cứu vì có 4 bạn nữ trong nhóm bị đuối nước. Nhận được thông tin, nhiều người dân đã chặn dòng kênh, đồng thời tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thi thể 4 em nữ sinh đã được tìm thấy. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Ngọc Thạch, cả 4 học sinh tử vong đều là học sinh lớp 5 trường tiểu học Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc. Vào lúc 1 giờ ngày 20 tháng 5, chỉ huy trạm biên phòng cửa khẩu Nha Trang, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã cử tổ công tác truy bắt nhóm khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai ở khu vực giáp ranh giữa xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai và phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tổ tuần tra phát hiện một số phương tiện hút cát trái phép bơm lên phương tiện ghe tải. Khi thấy lực lượng chức năng, một số đối tượng đã tháo chạy vào các trạch thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tổ tuần tra đã thu giữ một ghe tải có công suất 15 cv, tải trọng toàn phần 10 tấn do Lê Văn Phượng sinh năm 1981 điều khiển. Trên phương tiện có 2 mét khối cát. Tại thời điểm kiểm tra, Lê Văn Phượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số cát có trên phương tiện và điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng và máy trưởng. Ghe tải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hiệu lực. Ngày 20 tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết khoảng 8 giờ cùng ngày, tàu cá số hiệu QNA00881TS do ông Hồ Thanh Tâm, 55 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, làm thuyền trưởng khi đang hoạt động tại khu vực biển cách mũi An Hòa khoảng 18 hải lý về hướng đông thì bị một tàu khác có hành trình di chuyển về hướng bắc tông vào. Tàu cá của ông Hồ Văn Lương hoạt động gần đó đã đến đưa 3 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn lên tàu. Sau đó tàu QNA00881TS bị chìm hoàn toàn. Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng thời gian từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 10 phút ngày 20 tháng 5 có một tàu quốc tịch Panama đi ngang qua và dự kiến cập cảng Hải Phòng vào ngày 21 tháng 5. Tàu cá QNA00881TS có công suất 33 cv xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng An Hòa vào ngày 15 tháng 5. Trên tàu có 3 lao động. Ngày 20 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết liên tiếp những ngày gần đây, đơn vị cùng với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã hội chẩn và phát hiện thêm 3 trường hợp nghi ngờ ngộ độc botulinum. Cả 3 trường hợp nghi mắc mới đều có liên quan đến 3 ca bệnh nhi xác định ngộ độc botulinum tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trước đây. Trước đó, ngày 13 tháng 5, một gia đình có 2 anh em ruột 18 tuổi và 26 tuổi và gia đình thứ hai là bệnh nhân nam 45 tuổi đều khởi phát triệu chứng và có tiền sử tiếp xúc với nguồn thức ăn nghi ngờ nhiễm độc. Trong đó, 2 anh em ruột có ăn bánh mì kèm theo chả lụa của người dân bán dạo và bệnh nhân 45 tuổi nghi ngờ ăn một loại mắm để lâu ngày. Đến ngày 14 tháng 5, cả 3 bệnh nhân đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, đau đầu, choáng váng, đau bụng và có biểu hiện bị tiêu chảy. Đến ngày 15 tháng 5, tình trạng nghiêm trọng hơn và bắt đầu yếu cơ, nhìn đôi, khó nuốt. Chiều 20 tháng 5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, khu vực nhà lồng chợ kinh 17 tiếp tục xảy ra vụ sạt lở đất làm 2 căn nhà bị ảnh hưởng. Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 5, làm ảnh hưởng đến nhà của ông Trần Hải Tùng, 40 tuổi và ông Nguyễn Văn Khuya, 50 tuổi, khu vực nhà lồng chợ kinh 17 nằm dọc theo kinh 17. Trước đó, trong đêm 10 tháng 5, tại khu vực nhà lồng chợ kinh 17 cũng đã xảy ra vụ sạt lở làm sụp hoàn toàn 2 căn nhà xuống sông và 2 căn nhà bị sụp một phần. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang, khu vực sạt lở đang được cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng kè bảo vệ với kinh phí 2,8 tỷ đồng từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh hỗ trợ, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Ngày 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao cho biết theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5, tại thành phố tỉnh Tây Bắc Sắc, tỉnh Quảng Tây, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 9 người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, yêu cầu phía Trung Quốc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân Việt Nam. Cục lãnh sự và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đang tích cực theo sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan Việt Nam và Trung Quốc, triển khai các biện pháp cần thiết bảo hộ công dân và hỗ trợ gia đình các nạn nhân xử lý vấn đề hậu sự.